Hỗn hợp khí CO2 và O3 có tỷ lệ mol là 3, 2.5, cân nặng 18,6 gram. Và đề yêu cầu chúng ta là tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của mỗi khí. Thì khi làm bài này các con cần phải chú ý này các con. Cái bài này mà nếu như cô nói về các phần bằng nhau thì các con thấy nó đơn giản. Nghĩa là sao? Hỗn hợp khí CO2 và O2, O3 có tỷ lệ mol 3, 5. Có nghĩa là CO2 nó chiếm 3 phần, còn O3 là nó chiếm 5 phần. Nhớ vậy nè, tỷ lệ mol là 3, 5. Có nghĩa là số mol khí CO2 chiếm 3 phần và số mol khí O3 là chiếm 5 phần. Vậy trong cái chương trình hóa lớp toán lớp 4 là các con sẽ căn cứ theo gợi ý là một phần đúng không? Gợi ý là một phần, vì tổng số phần bằng nhau là mấy? Là 8. Vậy chú gọi này. Vậy cô sẽ gọi này. Căn cứ theo tỷ lệ mol này mà cô sẽ gọi số mol của CO2 là 7, thì cô sẽ suy ra số mol của O3 là 5x. Số mol thì đơn vị là mol. Bây giờ đề chúng ta là hỗn hợp khí này cân nặng 18,6 gram, có nghĩa là khối lượng CO2 cộng với khối lượng O3, khối lượng CO2 cộng khối lượng O3 là bằng 18,6 gram. Đó. Bây giờ khối lượng thì bằng chi? M lớn nhân số mol. M lớn CO2 là 44. Cô nhân cho số mol là 7. M lớn O3 là 48. Cô nhân cho số mol là 5x thì tất cả là bằng 18,6. Cái này cô có này, 44 nhân 3 là mấy các con? 44 nhân 3 là 132, cộng cho rồi 48 nhân 5 là 240 thì bằng 18,6. Đó. Vậy cô cộng lại, vậy thì 132 cộng cho 240 là bằng 372, là bằng 18,6. Và cô tính được x, là cô lấy 18,6 cô chia cho 372, cô giải ra x bằng 0,05. X chính là một phần, giá trị của một phần bằng nhau. CO2 chiếm tới 3 phần, vậy số mol CO2 sẽ là 3x, còn số mol O3 là 5x. Có x rồi cô sẽ đi tính thể tích. Vậy thì cô có được số mol của CO2 là bao nhiêu? Là 3 nhân 0,05 là thành 0,15 mol. Và cô sẽ tính được thể tích của CO2 là cô lấy số mol nhân 22,4. Muốn thể tính thể tích một khí, ta lấy số mol nhân 22,4, 0,15 nhân 22,4 thì các con biết rồi, nó bằng bao nhiêu? 3,36 lít. Tương tự để tính thể tích của khí oxy thì ta cần phải tính số mol của khí oxy đã lấy 5 nhân chỉ là thành 0,25 mol. Vậy thì thể tích của khí oxy là bao nhiêu? 0,25 nhân cho 22,4 là ra 5,6 lít. Như vậy là cô đã tính toán xong. Cái bài này nó chỉ khó ở cái phần mà tỷ lệ mol là 3 năm thôi. Ví dụ như tỷ lệ mol là 3 năm thì cô sẽ gọi số mol của chất thứ nhất là 3x và số mol chất thứ hai là 5x. Ví dụ như hắn cho tỷ lệ mol là 1,2 đi thì mình sẽ gọi số mol chất thứ nhất là 1x thì chất thứ nhì sẽ là 2x. Chúng ta sẽ căn cứ vào tỷ lệ mol để chúng ta gọi số mol tương ứng. Cho nên
nó dễ làm. Rồi bài này nếu không có gì thắc mắc thì cô lại tiếp tục đi sang bài số 2. Nội dung bài số 2 như sau. Trong 6,72 lít hỗn hợp khí hydro và oxy có tỷ lệ mol hydro và oxy là 41. Câu A là tính khối lượng mol của mỗi khí. Câu B là tính tỷ khối của hỗn hợp so với không khí. Rồi nó giống cái bài trên không? Mình có tỷ lệ mol của hydro và oxy là 41. Thì nếu cô gọi số mol của khí hydro là 4x. Lưu ý này các con, chúng ta luôn luôn quy về số mol. Chúng ta luôn luôn đặt ẩn là số mol hết đó. Hầu như bài toán nào vậy, quy về số mol hết. Vậy thì số mol của khí oxy là nhiêu? Số mol của khí oxy là 1x. Mà 1x thì người ta đâu ghi số 1 làm chi, người ta ghi x thôi. Đâu, xí này mình gọi là xong mạnh. Chúng ta có thể tích về cái hydro cộng V cái oxy bằng 6,72 lít. Mà thể tích là bằng gì? Thể tích là bằng số mol nhân 22,4. Thể tích là bằng số mol nhân 22,4. 22,4 nhân cho 4x cộng 22,4 nhân cho x thì bằng 6,72. Muốn tính thể tích ta lấy số mol nhân cho 24, rồi 22,4 nhân cho 4 thì bằng nhiêu? 89,6x nè. Cộng nè 22,4x nè bằng 6,72 lít nè. Được chưa? Rồi lấy 89,6 này cộng cho 22,4 nữa bao nhiêu? Là thành 112x nè. Là bằng 6,72 lít nè. Vậy từ đó cô tính được x là bằng 6,72 chia 112. Cô tính được x bằng 0,06 mol. X mà bằng 0,06 mol rồi. Từ đây ta có thể tính được khối lượng khí hydro bằng cách lấy m lớn này nhân số mol. Số mol của nó là 4 nhân x này. Là 2 nhân 4 nhân 0,06 là 0,08 gam. Còn khối lượng oxy là lấy m lớn nhân số mol này, số mol của nó là x nè. 32 nhân 0,06 là ra 1,92 gam. Như vậy là qua chúng ta tính xong. Câu B. Để yêu cầu là tính tỷ khối của hỗn hợp so với không khí. Mà em biết này, tỷ khối của hỗn hợp, tỷ khối của hỗn hợp khí so với không khí là bằng m lớn trung bình của hỗn hợp so với m lớn không khí. M lớn không khí thì chúng ta biết là 29, nhưng mà m lớn trung bình hỗn hợp không có. Bây giờ chúng ta phải tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp là bao nhiêu đây. Khối lượng mol trung bình, khối lượng mol trung bình của hỗn hợp là công thức là mình tính nhiều rồi. Bằng m lớn khí thứ nhất là O2. M lớn H2 nhân số mol H2 cộng m lớn O2 nhân số mol O2 chia tổng số mol H2 cộng O2. Và chúng ta sẽ có kết quả thế vào. Đây, m trung bình của hỗn hợp bằng này. M lớn H2 là 2 nè. Thôi. Cái này chính là khối lượng không? M lớn nhân số mol chính là khối lượng. Rồi có rồi, cô điền luôn ha. 0,48 cộng 1,92 chia số mol của hydro là 4 nhân 0,06 cộng oxy là 0,06. Rồi, ra m hỗn hợp là mấy?
bấm phần số 0,48 cộng 1,92 chia cho 4 nhân 0,06 cộng 0,06 nữa là bằng 8. M trung bình của hỗn hợp bằng 8. Vậy tỷ khối của hỗn hợp so với không khí là tỷ khối của hỗn hợp so với không khí là D của hỗn hợp so với không khí bằng M lớn hỗn hợp là 8 chia M lớn không khí là 29. 8 chia 29 là bằng 0,28, xấp xỉ 0,28.